Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy cũng như đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, mèo vốn dĩ là một loài vật nuôi dễ thương và rất gần gũi với con người. Cũng giống như những loài động vật khác, chúng có những thói quen và tập tính theo bản năng và bất di bất dịch. Chính vì vậy, bỗng một ngày chúng đột nhiên thay đổi thói quen này và có những hành động kỳ lạ. Điều này sẽ khiến cho gia chủ không tránh khỏi những suy nghĩ và lo lắng. Đặc biệt là nếu mèo đen đột nhiên xuất hiện vào nhà bạn trong một ngày tháng 7 âm lịch, thì điều này thực sự rất lạ thường. Mèo đen, giống như đúng với tên gọi của nó, thường tượng trưng cho sự xui xẻo, điềm báo của những khó khăn và rắc rối. Thường thì khi mèo đen xuất hiện, sẽ mang đến những mâu thuẫn, cãi vã và xung đột có thể xảy ra trong gia đình, nhất là chuyện liên quan đến tình cảm. Vậy thì mèo đen đột nhiên vào trong nhà vào tháng 7 âm lịch sẽ báo hiệu điểm gì? Là đại họa hay là điểm lành? Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ ngay trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, trước khi tìm hiểu xem mèo đen báo hiệu điều gì, thì quý vị hãy cùng tìm hiểu tại sao mèo đen lại được quan niệm là đem lại điểm xui xẻo trong những giây phút tiếp theo của chương trình. Tiếng xấu dành cho mèo đen có lẽ là bắt nguồn từ văn hóa phương Tây. Trong lịch sử phương Tây, mèo đen được coi như một biểu tượng của điềm dữ và sự xấu xa. Ở đa số các nước châu Âu, chúng là hiện thân của những điều đen đủi. Một con mèo đen chạy qua đồng nghĩa với việc sẽ có chuyện xấu xảy ra, thậm chí là có người chết. Theo văn hóa châu Âu thời Trung Cổ, mèo đen có khả năng biến thành hình người và hành động như một gián điệp cho các phù thủy. Và hộp sọ của mèo đen cũng thường được các phù thủy dùng để pha chế thuốc độc. Cũng từ đó, mọi người bắt đầu coi mèo đen là dấu hiệu của quỷ Sa Tăng. Cộng đồng người châu Âu sùng đạo khi đó luôn nghi ngờ và coi mèo đen là một phần nào đó thuộc về tà thuật có liên quan đến ma quỷ. Chính vì vậy mà mèo đen trở thành sinh vật bị ruồng rẫy, bất cứ ai dính dáng đến chúng đều bị phạt hoặc hành hình theo các kiểu khác nhau. Nếu xét trên các nền văn hóa nước khác thì cách nhìn đối với mèo đen lại trái ngược hoàn toàn. Như với người Ai Cập cổ đại, hình ảnh nữ thần Bastet với cái đầu có hình dáng và màu sắc tương tự mèo đen đã phần nào nói lên vị trí của loài vật này trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập luôn tôn sùng mèo vì một phần nào đó là vì khả năng săn bắt của chúng. Chuột, rắn và một số loài vật có hại cho mùa màng khác mà loài người vô cùng căm ghét lại được mèo giải quyết rất dễ dàng. Có một số văn hóa ở các nước khác trên thế giới, họ lại có một quan niệm về mèo đen khi vào nhà cũng giống như Ai Cập. Họ cho rằng mèo đen là biểu tượng của sự thịnh vượng và tốt đẹp, dự báo những điềm lành và may mắn, thành công sẽ xảy ra ở tương lai đối với các gia chủ như ở nước Nhật hoặc ở Scotland. Dưới góc nhìn văn hóa, nói chung, hình tượng mèo đen là biểu tượng của sự đen đủi và không may mắn. Tuy nhiên, theo góc nhìn khoa học lại khác, mèo đen chỉ đơn giản là một con mèo mang trên mình bộ lông màu đen mà thôi. Nguyên nhân khiến chúng có bộ lông màu đen như vậy là do nhiễm sắc tố trong cơ thể chúng và thông thường giống mèo đực sẽ có bộ lông màu đen nhiều hơn là mèo cái. Chắc hẳn là quý vị đã từng nghe về những truyền thuyết về mèo đen và những điểm báo ghê rợn mà chúng đem lại. Mặc dù không có trong văn hóa Việt Nam, nhưng rất nhiều người cũng hình thành ý niệm là loài vật này sẽ đem lại xui xẻo khi gặp phải chúng. Vậy điểm xui đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Trường hợp mèo đen vào nhà lúc ban ngày. Nếu mèo đen vào nhà thì đây luôn là biểu tượng của sự xấu xa và phản bội.
Mèo đen vào nhà thường mang đến điểm báo khó khăn và rắc rối, là tượng trưng của những điểm báo khó khăn. Mèo đen vào nhà là một điểm báo không hề tốt lành. Ngoài ra, mèo đen hoang chạy vào nhà còn là điểm báo cho sự rạn nứt hạnh phúc, hôn nhân trong gia đình, tình cảm vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Nó báo cho bạn biết rằng sắp đến sẽ có nhiều khó khăn, rắc rối sẽ ập đến. Đặc biệt, bạn có thể bị bạn bè đâm sau lưng, chơi xấu hoặc cố ý hãm hại nhằm hất đổ công danh sự nghiệp của bạn. Trường hợp mèo đen vào nhà lúc ban đêm. Ban đêm vốn dĩ mọi thứ xuất hiện đều tĩnh lặng và đen tối. Sự xuất hiện của một con mèo đen vào nhà sẽ khiến cho bạn giật mình đến thót tim và có phần sợ hãi. Theo quan niệm của người xưa, hiện tượng mèo đen vào nhà ban đêm thường báo hiệu cho những điều không may mắn sẽ xảy ra. Những người trong gia đình có thể gặp xui quẩy, đen đủi và khó khăn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe và chuyện tình cảm. Quý vị thân mến, sự lo lắng khi bất chợt xuất hiện một con mèo đen vào trong nhà vào tháng 7 cô hồn thường khiến cho không ít các gia chủ cảm thấy sợ hãi và bất an trong lòng, rằng sẽ có những vận hạn, đen đủi sẽ gõ cửa nhà mình trong thời gian tới. Xin quý vị đừng lo lắng. Và ngay sau đây, Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ đến cho quý vị các cách hóa giải vận xui ngay dưới đây để quý vị có thể phòng tránh vận xui xảy đến ngay từ ban đầu. Cách thứ nhất là dùng muối. Theo quan niệm văn hóa của nước ta và nhiều nước trên thế giới, muối được xem là điềm lành, là vật có thể xua đuổi tà khí, xui xẻo và đem lại may mắn. Do đó, khi gặp mèo đen vào nhà vào ban đêm, bạn có thể lấy một nắm muối và ném qua vai trái, tránh ném qua vai phải bởi sẽ khiến bạn gặp nhiều xui xẻo hơn. Ngoài ra, bạn có thể rắc muối vào góc mỗi căn phòng trong nhà và bên dưới cửa sổ. Cách này sẽ giúp ngăn chặn những điều xấu, xui rủi xảy ra đối với ngôi nhà của bạn. Cách thứ hai là thắp hương. Thắp hương khi thấy mèo đen vào nhà cũng là một cách hóa giải để xua đuổi những tà khí xui xẻo và đen đủi trong nhà. Khi thắp hương, bạn nên di chuyển nén hương từ phòng này sang phòng khác để khói hương bao phủ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Thứ ba là đốt cây xô thơm. Bạn có thể mua một bó cây xô thơm khô về và đem đốt cháy âm ỉ. Sau đó đem bó xô thơm đang cháy đi quanh ngôi nhà để khói thơm có thể đi vào các ngóc ngách trong nhà của bạn. Cuối cùng, bạn có thể mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để những tà khí xấu có thể thoát ra ngoài. Cách thứ tư là dùng sức mạnh của ánh sáng. Bạn có thể dùng cách này để loại bỏ những xui xẻo và những nguồn năng lượng xấu ra khỏi nhà khi thấy mèo đen vào nhà vào ban đêm. Hãy thử bật tất cả các đèn điện trong nhà, thắp thêm nến để mọi tà khí không thể ẩn náu. Một cách khác mà bạn có thể áp dụng để xua đuổi những xui xẻo và thu hút may mắn, đó là thắp sáng 3 ngọn nến. Trong đó có 2 ngọn nến trắng để bảo vệ sự an toàn cho gia đình bạn và 1 để mang lại sự thanh lọc yên bình. Thì ngọn nến thứ 3 là ngọn nến màu cam để tượng trưng cho sự may mắn. Quý vị thân mến, ngoài trường hợp mèo đen đột nhiên vào nhà sẽ báo hiệu một tương lai xui rủi cho gia chủ, thì còn rất nhiều những trường hợp có những con mèo với những màu sắc khác đột nhiên vào nhà cũng sẽ đem đến một điểm báo nào đó cho gia chủ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Mèo vàng vào nhà. Mèo vàng là biểu hiện cho may mắn và nó là một loài mèo quý. Nó tượng trưng cho sự sung túc, cho của cải, tiền tài. Mèo vàng vào nhà bạn thì đó là điềm báo sắp có tiền tài của cải đến với bạn. Nếu đang nghèo thì bạn sắp đổi đời rồi. Có thể bạn sắp giàu to, sắp có những điều may mắn đến. Mèo màu vàng như điềm báo bạn có bùa hộ mệnh. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ, giúp cho mọi sự tốt lành hơn. Mọi chuyện sắp đến sẽ diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Màu vàng là màu của tiền bạc, cho nên mèo vàng sẽ đem lại sự may mắn cho bạn. Mèo trắng vào nhà. Mèo trắng biểu thị vận hạn xui xẻo, có thể là cái chết, chuyện chẳng lành sẽ đến với gia đình. Mèo trắng vào nhà là điều đáng nghi ngờ, gia chủ nên cẩn thận.
Riêng trường hợp mèo trắng thì người phương Tây lại có những cách giải thích khác nhau về dấu hiệu tốt xấu. Khi mèo trắng đến thì các gia chủ nên đuổi đi và phải thật cẩn trọng trong mọi việc, nhất là việc di chuyển, đi lại bằng các phương tiện giao thông. Bên cạnh chuyện làm ăn, buôn bán, khi những chú mèo trắng đến nhà còn khiến cho gia đình đó gặp phải hạn xui, thậm chí là liên quan đến cái chết. Mèo vào nhà đẻ. Mèo là một loài vật thường gắn liền với những câu chuyện xui rủi, chết chóc. Do vậy, khi mèo vào nhà đẻ, đặc biệt là một chú mèo lạ vào nhà đẻ, sẽ khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Thật ra, mèo là một loài động vật có giác quan nhạy cảm, có thể cảm nhận được những thứ nguy hiểm đang rình rập xung quanh nó. Chính vì thế, nếu một chú mèo vào nhà bạn và đẻ con, thì có thể chúng nhận thấy đây là nơi an toàn để có thể sinh nở. Chính vì vậy, mèo đẻ con trong nhà bạn thì đây không phải là một điềm báo xấu, mà ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng nói đây là một điềm báo khá tốt lành. Mèo vào nhà ban đêm. Mèo biểu tượng cho sự khôn khéo, tài tình, một kẻ quan sát thông minh, cho nên chúng được tôn thờ như một con vật thiêng liêng. Tuy nhiên, mọi người vẫn thường quan niệm chó đến nhà vẫn tốt hơn là mèo, bởi rằng chó có thể mang đến nhiều điều may mắn, còn mèo thì mang đến vận xui, điểm dữ cho gia đình. Mèo mà đến nhà, đặc biệt là vào ban đêm, thì sẽ mang lại một điểm báo không mấy may mắn, đầy xui xẻo. Mèo hoang vào nhà. Mọi người thường đại kỵ việc mèo hoang vào nhà, họ cho rằng nó sẽ đem lại những điều xui xẻo đến cho gia đình. Mèo hoang là loài mèo không được ai nuôi, bất ngờ một ngày nào đó vào một ngôi nhà thì chúng thường mang theo những điều xấu chẳng lành, rủi ro. Do vậy, nếu có mèo lạ hoặc mèo hoang chạy vào nhà thì đó là điểm báo trước cho sự xui xẻo, mâu thuẫn và xung đột trong gia đình, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tình cảm của những thành viên trong gia đình đó. Mèo chạy vào nhà dỗ chết. Mèo vào nhà ban đêm đã khiến cho nhiều người lo ngại rồi, đằng này mèo lại chết trong nhà thì lại càng khiến cho mọi người sợ hãi hơn. Cái chết của con mèo không chỉ là quy luật sinh tử mà nó còn ẩn chứa nhiều điều linh thiêng, kỳ lạ mà khó ai có thể giải thích được. Và theo quan niệm của những người tin vào thế giới tâm linh thì việc mèo chết là điểm báo dữ, mang đến những điều không may mắn cho gia đình. Người xưa truyền tai nhau rằng mèo chết trong nhà là điểm báo cho biết gia đình bạn sắp dẫn đến tình trạng chia ly, gia đình có người đau ốm, bệnh tật, tai nạn, không chỉ vậy còn khuynh gia bại sản, làm ăn thua lỗ. Cuộc sống luôn gặp nhiều điều khó khăn, mọi thứ xui xẻo sẽ ập tới bất ngờ khiến gia đình không kịp trở tay. Mèo con vào nhà. Mèo con chạy qua nhà mình có lẽ là chuyện nhiều người gặp phải và điều này không quá đáng lo ngại như mọi người thường nghĩ. Bởi nó là chú mèo nhỏ cần được nuôi dưỡng chứ không phải mèo hoang hay mèo rừng. Nó không mang đến điểm xui xẻo nhưng nó mách bảo cho bạn biết rằng có thể thời gian sắp đến gia đình bạn sẽ xảy ra một điều gì đó khá đặc biệt. Mèo xám vào nhà. Mèo màu xám là biểu tượng cho sự xui xẻo, ma quái và chết chóc. Khi mèo màu xám vào nhà thì đây là điểm báo cho gia đình biết sắp tới gia đình bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ công việc đến chuyện tình cảm. Hơn thế nữa là chuyện tình cảm của bạn hoặc gia đình bạn sẽ có những mâu thuẫn, xung đột khó có thể nào giải quyết, dẫn đến đổ vỡ. Hy vọng những thông tin mà kênh Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ trên đây sẽ mang lại những thông tin hữu ích mà quý vị cần được biết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh Phong Thủy Lộc Tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.